làm đó rất ngọt ngào đằm thắm câu ca, những con đường lấp lánh ngàn hoa và biển hà dạt dào du phượng đỏ. Hải Phòng em khi xa mang nỗi nhớ, cả trái tim chất chứa yêu thương, nhớ một chiều bên biển vẫn vương sóng cuộn trào, hôn trao vội vã. Đi bên em thấy phố vàn mới lạ, những đổi thay rạng rỡ từng ngày. Anh chợt yêu suối tóc tung bay và đẹp lắm nụ cười nơi mát biển. Hải Phòng em bao sức sống hôm nay, ngày mai lại vươn lên chào nắng ngó. Bão tố phong ba không nghiêng ngả, Hải Phòng em đẹp mãi trong ta. Biển Đồ Sơn dịu dặt ngân nga, gió dâng khúc tình ca muôn thuở lối em về, cho ta chăn trở. Ôi Hải Phòng ta nhớ lắm cánh phượng. Đang làm đó rất ngọt ngào đằm thắm câu ca, những con đường lấp lánh ngàn hoa và biển hà dạt dào du phượng đỏ. Hải Phòng em khi xa mang nỗi nhớ, cả trái tim chất chứa yêu thương, nhớ một chiều bên biển vẫn vương sóng cuộn trào, nụ hôn trao vội vã. Đi bên em thấy phố vàn mới lạ, những đổi thay rạng rỡ từng ngày. Anh chợt yêu suối tóc tung bay và đẹp lắm nụ cười nơi mát biển. Hải Phòng em bao sức sống hôm nay, ngày mai lại vươn lên chào nắng ngó. Bão tố phong ba không nghiêng ngả, Hải Phòng em đẹp mãi trong ta. Biển Đồ Sơn dịu dặt ngân nga, gió dâng khúc tình ca muôn thuở lối em về, cho ta chăn trở. Ôi Hải Phòng ta nhớ lắm cánh phượng. Nắng ấm lên rồi thắm hoa đào, hoa mai, cúc vàng mơ mận
rộn rã lòng ai. Gió xuân thơm má em nồng thầm, mặt tiếc môi cười hương tình say. Này cô em ơi, tóc dài bay xanh mướt bên anh còn ngất ngây. Bạn nhạc em vừa trao anh đó, dâng tiếng đàn ca hút từng mây. Em trong tay anh giữa xuân hè e ấp mơn mơn thật tuyệt vời. Xuân ơi xuân về, xuân mong nhớ, xuân yêu thương, xuân yêu thương đến trọn đời. Này cô em ơi, tóc dài bay xanh mướt bên anh còn ngất ngây. Bạn nhạc em vừa cho anh đó, dâng tiếng đàn ca hút từng mây. Em trong tay anh mơn mơn thật tuyệt vời. Xuân ơi xuân về, xuân mong nhớ, ta mãi yêu nhau đến trọn lên rồi thắm hoa đào hoa mai. Cúc vàng mơ mận rộn rã lòng ai. Gió xuân thơm má em nồng thầm, mặt tiếc môi cười hương tình say. Này cô em ơi, tóc dài bay xanh mướt bên anh còn ngất ngây. Bạn nhạc em vừa cho anh đó, đàn ca hút từng mây. Em trong tay anh giữa xuân hè e ấp mơn mơn thật tuyệt vời. Xuân ơi xuân về, xuân mong nhớ, ta mãi yêu nhau đến trọn đời. Này cô em tuyệt vời. Xuân ơi xuân về, xuân mong nhớ, ta mãi yêu nhau đến trọn đời. Em trong tay anh giữa xuân hè e ấp mơn mơn thật tuyệt vời. Xuân ơi xuân về, xuân mong nhớ, ta mãi yêu nhau đến trọn đời. Xuân yêu thương hiện diện của tất cả quý vị khách quý đã cùng có mặt tại đây để cùng tham dự buổi lễ kỷ niệm 11 năm thành lập mỹ phẩm Hoàng Anh. Thì ngày hôm nay là một cột mốc vô cùng quan trọng, đánh dấu một chặng đường phát triển vượt bậc của mỹ phẩm Hoàng Anh. Mỹ phẩm Hoàng Anh chuyên cung cấp các mỹ phẩm authentic, phân phối các thương hiệu mỹ phẩm ngành tóc, các phụ liệu dành cho tóc, nail, mi, xăm và spa. Hơn nữa, thiết kế, lắp đặt salon spa và nail cũng là một dịch vụ mà chúng tôi đang thực hiện. Trải qua 11 năm hình thành, mỹ phẩm Hoàng Anh đã trải qua rất nhiều khó khăn do những thách thức như khủng hoảng kinh tế, đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, mỹ phẩm Hoàng Anh đã không ngừng phát triển và thích ứng với thị trường với một mục tiêu duy nhất là đem lại ngày càng nhiều lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng. Chính vì vậy, sau 11 năm, mỹ phẩm Hoàng Anh vẫn tiếp tục đứng vững và chiếm trọn tình cảm của tất cả quý khách hàng. Và sự kiện ngày hôm nay cũng là sự kiện để khẳng định sứ mệnh của mỹ phẩm Hoàng Anh tại khu vực Hải Phòng. Một sự kiện giao lưu gắn kết, làm hết mình, chơi hết sức, đúng nghĩa. Và hơn cả một sự tri ân thay lời cảm ơn trân trọng nhất đến toàn thể quý vị khách hàng.
luôn luôn yêu thương đồng hành cùng mỹ phẩm Hoàng Anh suốt 11 năm qua. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đã luôn tin tưởng và song hành cùng mỹ phẩm Hoàng Anh để hướng tới thành công, đưa tới khách hàng những sản phẩm tốt nhất, dịch vụ chăm sóc chu đáo nhất. Đặc biệt, quý vị thân mến, quý vị sẽ có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với giải thưởng tiền mặt lên tới 2.000 đô la cùng vô vàn quà tặng vô cùng hấp dẫn từ các hãng mỹ phẩm cao cấp hàng đầu. Và bữa tiệc thay cho lời tri ân cảm ơn đến quý khách hàng đã luôn đồng hành và ủng hộ mỹ phẩm Hoàng Anh suốt thời gian qua, mong sẽ nhận được nhiều sự tin tưởng hơn nữa từ tất cả quý vị khách hàng. Và cùng tham dự và chia vui niềm vui cùng mỹ phẩm Hoàng Anh, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện đại diện mỹ phẩm Hoàng Anh, trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Phương Thu và ông Hoàng Văn Đức. Về phía nhà tài trợ Kim Cương, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lê Anh Tuấn, giám đốc Casell Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng chào đón sự hiện diện của ông Nguyễn Đức Quý, giám đốc Macro Việt Nam. Xin được chào đón sự hiện diện của bà Lê Thị Thảo Nguyên, CEO and Founder công ty Minh Nguyên nhãn hàng Kadak Professional. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các nhà tài trợ vàng, ông Nguyễn Ngọc Tú, giám đốc AMI Việt Nam. Xin được chào đón sự hiện diện của các nhà tài trợ bạc. Xin được chào đón sự hiện diện của ông Trần Văn Song, trưởng phòng giám sát công ty Bobo Comastic, nhãn hàng Right Color. Xin được chào đón sự hiện diện của ông Vũ Văn Long, giám đốc Ecochi Việt Nam. Cùng các nhà đồng tài trợ, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Ngọc Tùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế Khoa Nguyễn. Xin được chào đón sự hiện diện của ông Vương Thái Hòa, giám đốc miền Bắc nhãn hàng Casi. Chúng ta sẽ cùng chào đón sự hiện diện của ông Ngô Quốc Tuấn, giám đốc công ty cổ phần Milano Việt Nam. Xin được chào đón sự hiện diện của ông Đặng Quốc Hùng, giám đốc miền Bắc nhãn hàng Magic One. Xin được nhiệt liệt và chào đón sự hiện diện của ông Lê Trọng Luân, giám đốc miền Bắc nhãn hàng AB. Cùng toàn thể các nhà phân phối tới từ các tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Tuyên Quang, Lào Cai, Quảng Bình, Quảng Trị, Sơn La và Bắc Ninh. Về phía khách mời, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ban chấp hành Hội Tóc. Xin được chào đón Mr. Văn Sáu, Mr. Ngọc Sơn, Miss Huyền Lê, Miss Hiền Nguyễn, nhà tạo mẫu tóc Mi Tuyến. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng chào mừng và cảm ơn các quý vị đã dành thời gian và tình cảm về dự bữa tiệc chiêu đãi trọng thể ngày hôm nay. Và xin chúc tất cả quý vị và gia đình sức khỏe thành công và chúc cho buổi tiệc chúng ta thêm tình nồng ấm. Thì tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Ngọc. Thế nào, chúng ta có thể dành một tràng pháo tay lớn để cùng chúc mừng cho thành công của mỹ phẩm Hoàng Anh suốt 11 năm qua được không ạ? Kính thưa quý vị thân mến, 11 năm một khoảng thời gian tuy không dài nhưng đã có ý nghĩa lớn lao để đánh dấu mốc son trưởng thành của mỹ phẩm Hoàng Anh. Trải qua 11 năm xây dựng và phát triển, vượt qua bao khó khăn thách thức, đến nay mỹ phẩm Hoàng Anh đã trở thành đơn vị có uy tín trong lĩnh vực mỹ phẩm làm đẹp. Và thưa quý vị thân mến, để có được sự phát triển mạnh mẽ trong suốt 11 năm qua, tất cả đều nhờ vào công sức và tâm huyết của những người sáng lập tiên phong trong mỹ phẩm Hoàng Anh. Và ngay bây giờ đây, xin được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng chào đón lên sân khấu sự xuất hiện của bà Nguyễn Thị Phương Thu và ông Hoàng Văn Đức, đại diện mỹ phẩm Hoàng Anh. Có những gương mặt quen thuộc trong ngành làm đẹp tại Hải Phòng phải không ạ? Và tất cả quý vị trên sân khấu là sự xuất hiện của đại diện mỹ phẩm Hoàng Anh, bà Nguyễn Thị Phương Thu và ông Hoàng Văn Đức. Và ngay bây giờ đây, xin được mời đại diện của mỹ phẩm Hoàng Anh sẽ có đôi lời phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm 11 năm thành lập mỹ phẩm Hoàng Anh. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các vị khách quý, các anh chị em salon và toàn thể nhân viên của mỹ phẩm Hoàng Anh. Lời đầu tiên tôi xin nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, quý khách hàng cùng toàn thể anh em nhân viên đến dự lễ kỷ niệm 11 năm mỹ phẩm Hoàng Anh.
Trải qua 11 năm xây dựng và phát triển, chúng tôi có quyền tự hào khi dần khẳng định được tên tuổi và thương hiệu trên thị trường. Có được sự thành công này là nhờ sự hỗ trợ từ các đối tác, sự nỗ lực cống hiến hết mình, không ngừng phấn đấu làm việc của toàn thể đội ngũ nhân viên mỹ phẩm Hoàng Anh và quan trọng nhất là sự yêu thương, ủng hộ của tất cả các anh chị em salon dành cho mỹ phẩm Hoàng Anh. Tất cả những điều ấy sẽ luôn luôn được ghi nhớ, giữ gìn, trân trọng và phát huy. Nhân dịp này, tôi xin thay mặt nhà phân phối đưa ra cam kết vàng. Đối với đối tác, khách hàng, mỹ phẩm Hoàng Anh sẽ luôn giữ vững được chữ tín, không bao giờ quên sứ mệnh mang đến những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất, duy trì, đảm bảo lợi ích của các bên. Đối với toàn thể nhân viên, tôi xin hứa sẽ không ngừng nâng cao đời sống tinh thần và vật chất. Mong chúng ta sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa những giá trị cốt lõi để tiếp tục kiến tạo các thành công mới. Lời cuối, tôi xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các quý vị khách quý đã có mặt tại đây. Mong tập thể chúng ta có nhiều sức khỏe, hạnh phúc để gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới. Xin nhiệt thành cảm ơn. Biểu vô cùng ý nghĩa đến từ mỹ phẩm Hoàng Anh. Đại diện của mỹ phẩm Hoàng Anh là bà Nguyễn Thị Phương Thu và ông Hoàng Văn Đức. Một lần nữa xin mời tất cả quý vị có thể dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để cùng chúc mừng cho thành công của mỹ phẩm Hoàng Anh suốt 11 năm qua. Và ngay bây giờ đây cũng xin được mời mỹ phẩm Hoàng Anh sẽ cùng lại sân khấu và sẽ đồng thời cũng xin được trân trọng kính mời tất cả các nhà tài trợ có tên sau sẽ lên sân khấu đón nhận hoa đến từ mỹ phẩm Hoàng Anh thay lời tri ân sâu sắc nhất. Và ngay bây giờ đây xin được trân trọng các nhà tài trợ Kim Cương. Xin được mời ông Lê Anh Tuấn, giám đốc Casel Việt Nam. Xin được mời lên sân khấu ông Nguyễn Đức Quý, giám đốc Macro Việt Nam. Xin được chào đón và mời lên sân khấu bà Lê Thị Thảo Nguyên, CEO and Founder công ty Minh Nguyên, nhãn hàng Kadak Professional. Xin được mời lên sân khấu ông Nguyễn Ngọc Tú, giám đốc Ami Việt Nam. Xin được chào đón và kính mời lên sân khấu ông Trần Văn Song, trưởng phòng giám sát công ty Bobo Comestic, nhãn hàng Rye Corner. Xin được chào đón lên sân khấu ông Vũ Văn Long, giám đốc Ecochi Việt Nam. Và xin được mời lên sân khấu ông Nguyễn Ngọc Tùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế Khoa Nguyễn sẽ lên sân khấu và đón nhận những tình cảm đến từ mỹ phẩm Hoàng Anh. Trên sân khấu là các nhà tài trợ luôn luôn đồng hành cùng mỹ phẩm Hoàng Anh trong suốt 11 năm qua. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các nhà tài trợ rất nhiều. Cảm ơn những lời chúc đến với mỹ phẩm Hoàng Anh và sự thành công và phát triển của mỹ phẩm Hoàng Anh. Hoàng Anh đang trao hoa để gửi tặng đến tất cả cá nhân đã làm việc xuất sắc, đạt được những thành tựu và đóng góp to lớn cho mỹ phẩm Hoàng Anh trong suốt chặng đường hình thành và phát triển 11 năm qua. Và tất cả quý vị hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa là không ạ, để chúc cho sự vững mạnh đến từ mỹ phẩm Hoàng Anh.
rơi xuống trần gian, mang trái tim vì tình chào chàng ca sĩ, khóe mắt lan môi ngần ngấn con tim, xuôi tóc mây bay trong hoàng hôn mê say. Và một đêm trăng biến mênh mang, bờ môi trao vòng tay chàng ôm xiết, ánh trăng mơ màng dừng vì lao ngút ngàn, nụ hôn cuộn vào bát ngát trùng khơi. Đâu nữa bàn tay lùa xuôi tóc, mưa vẫn rơi giọt nước mắt đêm đau, trái tim thủy tinh tan vỡ mất rồi, bởi vì yêu, vì nàng chọn yêu người, vì đam mê bông trái hiến dâng người, chàng ca sĩ còn yêu chăng tình đó, để ngày mai bình minh sáng chân trời. Rơi xuống trần gian, mang trái tim vì tình chào chàng ca sĩ, khóe mắt lan môi ngây ngất con tim, xuôi tóc mây bay trong hoàng hôn mê say. Và một đêm trăng biến mênh mang, bờ môi trao vòng tay chàng ôm xiết, ánh trăng mơ màng dừng vì lao hút ngàn, nụ hôn cuộn vào bát ngàn trùng khơi. Còn đâu nữa bàn tay lùa xuôi tóc, mưa vẫn rơi giọt nước mắt đêm đau, trái tim thủy tinh tan vỡ mất rồi, bởi vì yêu, vì nàng trót yêu người, vì đam mê bông trái hiến dâng người, chàng ca sĩ còn yêu trong tình đó, để ngày mai bình minh sáng chân trời. Đâu nữa bàn tay lùa xuôi tóc, mưa vẫn rơi giọt nước mắt đêm đau, trái tim thủy tinh tan vỡ mất rồi, bởi vì yêu, vì nàng trót yêu người, vì đam mê bông trái hiến dâng người, chàng ca sĩ còn yêu chăng tình đó, để ngày mai bình minh sáng chân trời, để ngày mai bình minh sáng chân trời. Trái tim vì tình chào chàng ca sĩ, khóe mắt lan môi ngây ngất con tim, xuôi tóc mây bay trong hoàng hôn mê say. Và một đêm trăng biến mênh mang, bờ môi trao vòng tay chàng ôm xiết, ánh trăng mơ màng dừng vì lao hút ngàn, nụ hôn cuộn vào bát ngàn trùng khơi. Đâu nữa bàn tay lùa xuôi tóc, mưa vẫn rơi giọt nước mắt đêm đau, trái tim thủy tinh tan vỡ mất rồi, bởi vì yêu, vì nàng trót yêu người, vì đam mê bông trái hiến dâng người, chàng ca sĩ còn yêu chăng tình đó, để ngày mai bình minh sáng chân trời. Bàn tay lùa xuôi tóc, mưa vẫn rơi giọt nước mắt đêm đau, trái tim thủy tinh tan vỡ mất rồi, bởi vì yêu, vì nàng trót yêu người, vì đam mê bông trái hiến dâng người, chàng
ca sĩ có nhiều trang tình đó. Đêm ngày mai bình minh sáng chân trời, đêm ngày mai bình minh sáng chân trời. Mời tất cả quý vị một lần nữa chúng ta sẽ cùng chào đón quay trở lại sân khấu của gia đình Mỹ Phẩm Hoàng Anh. Xin được chào đón gia đình của Nguyễn Thị Phương Thu và Hoàng Văn Đức sẽ là sân khấu và cắt bánh trong buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu. Và trước hết là tất cả quý vị có thể dành cho đại gia đình của Mỹ Phẩm Hoàng Anh một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Xin được mời gia đình của Mỹ Phẩm Hoàng Anh, chúng ta sẽ cùng chung tay cắt chiếc bánh ngọt để chúc mừng cho thành công của Mỹ Phẩm Hoàng Anh suốt 11 năm vừa qua. Và một lần nữa xin được mời tất cả quý vị hãy cùng dành một tràng vỗ tay lớn một lần nữa để cùng chúc mừng cho sự thành công của Mỹ Phẩm Hoàng Anh. Và ngay bây giờ đây thì cũng xin được mời đại diện của Mỹ Phẩm Hoàng Anh sẽ cùng lá lại sân khấu và cũng xin được mời các vị khách mời danh dự sẽ cùng bước lên sân khấu và cùng chính thức khai tiệc trong buổi tiệc ngày hôm nay. Và ngay bây giờ đây xin được trân trọng và kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Ngọc Tú, giám đốc. Xin được mời ông Lê Anh Tuấn, giám đốc Casa Việt Nam, ông Nguyễn Đức Quý, giám đốc Mắc Pro Việt Nam và Lê Thị Thảo Nguyên, CEO and Founder công ty Mi Nguyên nhà hàng Cá Đắp Professional. Xin được mời lên sân khấu ông Nguyễn Ngọc Tú, giám đốc Ami Việt Nam, ông Trần Văn Song, trưởng phòng giám sát công ty Bobo Comestic, nhãn hàng Right Color, ông Vũ Văn Long, giám đốc Ecochi Việt Nam và ông Nguyễn Ngọc Tùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế Khoa Nguyễn sẽ lên sân khấu và chính thức khai tiệc trong buổi tiệc hôm nay. Và quý vị sẵn sàng chưa? Hơi bé à, sẵn sàng chưa? Và bắt đầu nhá. Để chúng ta chính thức chúc mừng cho sự thành công và phát triển của Mỹ Phẩm Hoàng Anh trong suốt 11 năm qua. Và chắc chắn là Mỹ Phẩm Hoàng Anh sẽ đón nhận được sự tin tưởng từ tất cả quý vị khách hàng nhiều hơn nữa. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc tất cả quý vị ngon miệng và nhiều niềm vui. Thank you.
trên lá thu xưa, tim đau xót xa. Giờ em nơi đâu, trời đông gió sẽ quá thế lừa. Đâu định có xưa, mảnh mắt đôi môi nay đã xa rồi. Trần gian mang trái tim vì tình chào chàng ca sĩ, khóe mắt làn môi ngần ngấn con tim, xuôi tóc mây bay trong hoàng hôn mê say. Và một đêm trăng biến mênh mang, bờ môi trao vòng tay chàng ôm xiết, ánh trăng mơ màng dừng vì lao ngút ngàn, nụ hôn cuộn vào bát ngát trùng khơi. Đâu nữa bàn tay lùa xuôi tóc, mưa vẫn rơi giọt nước mắt đêm đau. Trái tim thủy tinh tan vỡ mất rồi, bởi vì yêu, vì nàng chọn yêu người, vì đam mê bông trái hiến dâng người. Chàng ca sĩ còn yêu chàng tình đó, để ngày mai bình minh sáng chân trời. Xuống chân gian mang trái tim vì tình chào chàng ca sĩ, khóe mắt làn môi ngây ngất con tim, xuôi tóc mây bay trong hoàng hôn mê say. Và một đêm trăng biến mênh mang, bờ môi trao vòng tay chàng ôm xiết, ánh trăng mơ màng dừng vì lao hút ngàn, nụ hôn cuộn vào bát ngàn trùng khơi. Đâu nữa bàn tay lùa xuôi tóc, mưa vẫn rơi giọt nước mắt đêm đau. Trái tim thủy tinh tan vỡ mất rồi, bởi vì yêu, vì nàng chọn yêu người, vì đam mê bông trái hiến dâng người. Chàng ca sĩ còn yêu chàng tình đó, để ngày mai bình minh sáng chân trời. Bàn tay lùa xuôi tóc, mưa vẫn rơi giọt nước mắt đêm đau. Trái tim thủy tinh tan vỡ mất rồi, bởi vì yêu, vì nàng chọn yêu người, vì đam mê bông trái hiến dâng người. Chàng ca sĩ còn. Và xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ dành một tràng vỗ tay thật lớn nữa để ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với chương trình bốc thăm trúng thưởng. Thân mến ạ, trên tay quý vị đã có lá thăm của mình chưa ạ? Chúng ta hãy nhìn kỹ mã số đi ạ. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với 10 giải khuyến khích đầu tiên. Mỗi một giải thưởng đó là một bộ sản phẩm trị giá 1 triệu đồng. Xin chào tất cả các anh chị em bên công ty mỹ phẩm và các nhà tạo mẫu tóc của Hải Phòng. Thì ngày hôm nay My Tuyến đến đây cùng với các anh chị em để chúc mừng Hoàng Anh 11 năm sinh nhật. 11 năm Hoàng Anh đã gắn bó rất là nhiều với các salon và mang lại rất nhiều các giá trị cho các salon. Và chúc Hoàng Anh luôn luôn phát triển. Vâng, anh đến từ salon My Tuyến ạ. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ đây thì anh sẽ mang lại may mắn cho 10 vị khách đầu tiên với phần thưởng đó là một bộ sản phẩm trị giá 1 triệu đồng. Quý vị muốn số bao nhiêu ạ? Và may mắn cho 10 vị khách đầu tiên sẽ 10 lá thăm ạ. Vâng. Vâng. Và xin được chúc mừng 10 giải khuyến khích.
của chúng ta và chúng ta có cơ hội để nhận được những phần thưởng giá trị hơn ạ. Và xin chúc mừng tất cả quý vị ở phía dưới ạ. Cho 10 giải khuyến khích, mỗi giải thưởng với một bộ sản phẩm trị giá 1 triệu đồng. Và xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Tú, giám đốc Amway Việt Nam. Vâng, có một tin. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với giải tiếp theo, 5 giải tư, mỗi giải một bộ sản phẩm trị giá 2 triệu đồng. Và cũng xin được mời lên sân khấu bà Nguyễn Thị Phương Thu sẽ cùng bốc thăm và trao giải. Và hôm nay mỗi giải thưởng trị giá 2 triệu đồng. Xin cảm ơn anh Lê Trọng Lôn rất nhiều. Vâng, và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với giải 3. Giải 3 là tiền mặt trị giá 100 đô la. Không biết là quý vị ở phía dưới chúng ta có mong chờ giải thưởng này không ạ? Vâng, quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với 3 giải 3 trong buổi tối ngày hôm nay. Mỗi giải đó là phần thưởng tiền mặt trị giá 100 đô la. Và xin được mời một vị khách ở phía dưới có thể lên sân khấu để cùng giúp tôi tìm ra 3 vị khách may mắn được không ạ? Quý vị thân mến, chúng ta hãy cùng dành một tràng thật là lớn để cùng chúc mừng cho giải 3. Mỗi giải phần thưởng tiền mặt trị giá 100 đô la. Và xin được chúc mừng các salon. Quý vị thân mến, chúng ta còn giải đặc biệt, giải nhì, giải nhất và một giải đến từ nhà tài trợ công ty Macro Việt Nam, anh Nguyễn Đức Quý ở trên sân khấu. Anh Trần Văn Song, trưởng phòng giám sát công ty Bobo Comastic nhãn hàng Red Color đang trao voucher trị giá 1 triệu đồng cho tất cả các salon trên sân khấu. Phần thưởng này là phần thưởng đặc biệt dành cho tất cả các salon đặt đơn hàng trị giá 30 triệu đồng trở lên. Và phần thưởng 1.000 đô la đến từ công ty Casell Việt Nam. Xin được chúc mừng Salon Công Truyền đến từ Mỹ Đức An Lão ạ. Anh em An Lão đang ở đâu ạ? Vâng, phần thưởng 1.000 USD đến từ công ty Casell Việt Nam. Và xin được mời anh Lê Anh Tuấn sẽ cùng trao phần thưởng trị giá 1.000 USD. Em có thể đếm từ từ giúp anh cái nhá, được không? Cho sếp xin công truyền xin gửi lời cảm ơn tất cả nhà tài trợ chương trình hôm nay và công ty Hoàng Anh đã tài trợ cho anh em ngành tóc Hải Phòng một sân chơi rất là hoành tráng. Và năm sau gặp lại trong một những năm tới thì mong trong tất cả các công ty cùng Hoàng Anh cùng các tài trợ làm sao phát triển mấy anh em ngành tóc trong Hải Phòng rực rỡ hơn nữa. Vâng, một lần xin được chúc mừng Salon Công Truyền và cảm ơn anh Lê Anh Tuấn rất nhiều với phần thưởng của nhà tài trợ Kim Cương, phải không ạ? Và một lần xin cảm ơn phần quà đến từ ông Nguyễn Đức Quý, giám đốc của Macro Việt Nam, và cũng xin được chúc mừng Salon Cường Tiêu. Hiền Nguyễn đang chào tất cả quý vị ở phía dưới đến từ Hiệp hội Tóc Hải Phòng. Bây giờ đây thì Hiền Nguyễn sẽ giúp ban tổ chức chúng tôi mang lại may mắn cho 3 vị khách sẽ có mặt ở phía dưới với mỗi một giải thưởng. Đó là một máy hấp tóc. Ừ.
Vâng, một máy hấp ozone sẽ trao cho ba vị khách may mắn đang có mặt ở trên sân khấu. Một lần nữa xin được cảm ơn bà Lê Thảo Nguyên, giám đốc của Galax Việt Nam. Và quý vị, vỗ tay lớn hơn nữa không ạ? Bởi vì giải thưởng lớn hơn đang chờ đón tất cả quý vị ạ. Vâng, chúng ta còn hai giải thưởng tiếp theo, một giải nhất và một giải đến từ nhà tài trợ. Vâng, bây giờ đây thì quý vị muốn đến giải thưởng nào trước ạ? Giám đốc của Mark World Việt Nam sẽ trao một phần thưởng, đó là một chỉ vàng 24K của thương hiệu BNG. Bây giờ em đọc một chút rồi cuối cùng là anh sẽ chốt nhá. À, xin được mời mã số. Số cuối là số 2. Cộng tổng 3 số vào. Cộng tổng 3 số vào là con số 17. Ai ạ? Anh đọc một lần nữa thật to được không ạ? Và chúc mừng cho khách hàng đang cầm trên tay lá phiếu 006X2. X là số mấy ạ? Rõ ràng là chính là 692. Và xin được chúc mừng mã số dự thưởng 00692 rất là sân khấu để nhận được một voucher, một chỉ vàng nhẫn khoen 24K đến từ thương hiệu BNG, được trao bởi ông Nguyễn Đức Quý, giám đốc của Mark Pro Việt Nam. Và xin được chúc mừng, và bạn có thể giới thiệu về salon của mình được không ạ? Salon của em là salon Cường Dior ạ. Và xin được chúc mừng salon Cường Dior. Và một lần xin được cảm ơn phần quà đến từ ông Nguyễn Đức Quý, giám đốc của Mark Pro Việt Nam, và cũng xin được chúc mừng salon Cường Dior. Quý vị thân mến, chúng ta còn Mark Pro Việt Nam không ạ? Và bạn cũng muốn nói điều gì đối với mỹ phẩm Hoàng Anh trong buổi lễ kỷ niệm 11 năm thành lập ngày hôm nay? Salon Cường Dior, em thay mặt salon cảm ơn nhà phân phối mỹ phẩm Hoàng Anh đã tổ chức chương trình thành lập 11 sinh nhật 11 năm, và chúc nhà mỹ phẩm mãi mãi thành công ạ, và phát triển hơn nữa. Và em xin được cảm ơn Marble Việt Nam đã tài trợ cho chương trình này ạ. Vâng, Mark World Việt Nam đã tài trợ cho phần thưởng vừa rồi. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn salon Cường Dior rất nhiều. Quý vị thân mến, và chúng ta còn giải nhất trong chương trình hôm nay, và một chương trình đặc biệt đó là phần trình diễn DJ của DJ Tiêu Mỹ Hoa, và chào đón tất cả quý vị. Và bây giờ đây thì xin được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với hai giải nhất. Mỗi giải trị giá tiền mặt 300 đô la. Và sau đây em xin được mời một vị khách ở phía dưới ạ. Có thể lên sân khấu được không ạ? Để mang lại may mắn cho tất cả quý vị ở phía dưới. Mừng salon Nam Anh và salon Thắng phải không ạ? Và xin được chúc mừng hai bạn đã nhận được giải nhất, mỗi giải trị giá 300 đô la. Và xin được một lần nữa mời ông Nguyễn Đức Quý, giám đốc của Mark World Việt Nam lên sân khấu để trao giải nhất cho chương trình ngày hôm nay. Và sau giải nhất là sẽ có một chương trình DJ để chúc mừng cho
Mỹ phẩm Hoàng Anh. Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng cho hai vị khách may mắn ở trên sân khấu đã giành được giải nhất cho chương trình hôm nay. Vâng, xin được cảm ơn rất nhiều. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Đức Quý đến từ Móc Rồ Việt Nam. Salon Tú Lệ mã số 00590. Xin được chúc mừng Salon Minh Hằng mã số 00391 và xin được chúc mừng Hậu Black mã số 00725. Và chúng ta sẽ cùng dành một tràng tay thật lớn để cùng chúc mừng giải nhì trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin được mời bà Lê Thảo Nguyên, giám đốc của Cá Đắc Việt Nam lên sân khấu để trao giải nhì, mỗi giải một máy hấp tóc cho ba vị khách may mắn. Vâng, một máy hấp ozone sẽ trao cho ba vị khách may mắn đang có mặt ở trên sân khấu. Một lần nữa xin được cảm ơn bà Lê Thảo Nguyên, giám đốc của Cá Đắc Việt Nam. Và quý vị, một tay lớn hơn nữa là không ạ, bởi vì giải thưởng lớn hơn đang chờ đón tất cả quý vị ạ. À.